Để mà định vị được cái lam nghiêng 45 độ này anh em thì mình sẽ chế cỡ ha. Mình hàn để mình chế cái cỡ, đây là hai cái cỡ nè. Thằng cái trái cái phải. Xin chào anh em, hôm nay mình giới thiệu cho anh em cái cách để mà thi công cái hệ lam chắn nắng bằng gỗ nhựa composite. Cái hệ lam chắn nắng này mình đang thả là nghiêng 45 độ lọt lòng trong khung sắt anh em. Cái máy này là cái máy che hồ bơi. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ đo là lọt lòng trong khung sắt để mình ra gỗ. Sau khi mà mình ra gỗ xong rồi thì bây giờ bắt đầu mình sẽ mổ ngàm hả anh em. Cái cây này hiện tại là bên mình đã mổ ngàm xong rồi. Thì khi mà anh em mổ ngàm thì anh em nhớ lưu ý là khi mà mình mổ hàng lạc thì mình nhớ làm cho nó đều tay ha. Tức là cái ngàm của mình thì mình mổ thì nó nói chung là nó nhỏ thôi. Nó nhỏ thì nó mới đẹp được. Để sau này mình vá cái lỗ này lại để cho nó thẩm mỹ anh em. Cái máy này là hiện tại là chỉ có mới sơn lót chống rỉ một nước anh em, chưa sơn hoàn thiện á. Cho nên là sau này khi mình gắn lam vào á thì mới sơn hoàn thiện thì trước khi mình gắn thì mình sẽ lấy bê ơ á, mình quấn những cái cây lam của mình lại để mình bảo vệ nó, để sau này người ta sơn á nó không có bị dính vô cây lam của mình. Giờ anh em đang quấn màn bê ơ để bảo vệ cái sản phẩm của mình, để sau này bên mấy anh sắt mấy anh sơn thì nó sẽ không có bị dính sơn vào trong cái lam của mình. Thì để mà định vị được cái lam nghiêng 45 độ này anh em thì mình sẽ chế cỡ ha. Mình hàn để mình chế cái cỡ, đây là hai cái cỡ nè, thằng cái trái cái phải. Thì mình lấy mực đó anh em, thì mình đưa như, để như thế này để mình gạch mực nè, mình đánh dấu. Còn cái này là nó ở bên kia đây, đây cái này nằm đây để mình lấy mực để mình định vị cái cây lam của mình cho đúng vị trí ha. Sau khi mình dùng cỡ để mình định vị cái vị trí lam á anh em, thì mình sẽ hàn sắt vào cái vị trí đó ha. Mình sẽ cắt cái sắt lọt lòng ở trong cái ô này nè, mình hàn nó vô. Hiện tại là ở đây là nguyên cái ô này mình đã hàn sắt xong rồi ha. Đây là hàn sắt xong rồi. Sau khi mà mình hàn cái xương cho cái lam của mình á thì mình bắt đầu mình sẽ nhét cái lam vào trong cái xương sắt, nhét nó vào. Cái xương ở trong tác dụng của nó là nó giữ cho cái lam nó không có bị cong bên ha, mà không có bị võng. Sau khi mà mình gắn nó vào vị trí rồi, bắt đầu mình sẽ chấm hàn vô ha, cho nó cứng, giữ cố định nó lại, chấm hàn giữ cố định nó lại. Bây giờ cái bước cuối cùng để mà hoàn thiện thì mình sẽ cắt những cái cục gỗ nhỏ để mình vá vào những cái vị trí này, rồi sau đó mình sẽ chà nhám lại rồi mình hoàn thiện. Sau khi mà mình đóng cái cục gỗ, những cái cục gỗ này vô cái vị trí này rồi, sau đó mình sẽ dùng cây dán sắt và giấy nhám để mình làm liền mặt. Rồi cái bước cuối cùng là mình sẽ dùng băng keo giấy để mình quấn lại ha, quấn nó lại để mình bảo vệ cho nó kín 100%. Bây giờ mình sẽ hoàn thiện cái vị trí này ha anh em. Mình sẽ chám keo và chét keo và chám bột lại, mình chà nhám lại. Sau khi mà mình xong thì mình sẽ dùng băng keo giấy để mình quấn cái chỗ này là cho nó kín hết trơn 100%, để cho sau này mấy anh sơn sắt đừng có làm nó bị dính sơn vô cái cây gỗ của mình hả anh em.
sau khi mà mình làm xong cái máy này và sơn hoàn thiện xong rồi thì mình sẽ chụp hình và mình post ở phía dưới cái video này cho anh em xem ha. Nếu anh em thấy hay thì nhớ like, share và subscribe cho mình. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em video sau. Bye bye.